Vâng, đây là một bãi quả đầu của ban lớp. Vâng, thao tác của anh rất mượt. Vâng, cũng để dân dò làm đạo hai. Vâng, các bạn có thể thấy thao tác của ban lớp đang rất mượt. Vâng, một nền nhà khá xanh mượt. Và có một bãi hiêu. Đây là hiêu 6 hay hiêu 7 đây? Vâng, một bầy hiêu 7. Không biết là anh có ý định lùa về nhà chính của mình không? Vâng, chắc không lùa rồi. Vâng, bầy hiêu đấy sẽ ăn luôn ở một chiếc ép ở rừng dừa. Thêm một cánh rừng thông. Vâng, cánh rừng thông này khá xấu xí. Vâng, anh đang cố đi tìm đôi voi để có thể lùa về nhà chính và có thể ép được đời một cách sớm nhất. Vâng, những bước dò của ban lớp. Vâng, anh vẫn chưa thấy thêm một đồ gì ăn nữa. Có một bầy hiêu 7 thì cũng không phải là xa, nhưng lại vướng bãi quả đầu nên anh không thể nào lùa về nhà chính được. Vâng, anh quyết định sẽ đặt S đầu rồi phi luôn, hiêu luôn. Vâng, một chiếc BS và một cánh rừng thông. Vâng, cũng khá đẹp. Vâng, một bài có thể gọi là xấu của ban lớp. Do em không thể bình luận to được vì dạo này đang khản giọng, cũng có vẻ hơi ốm. Do cũng khá sốc khi hôm nay nâng một chiếc coi để thua cũng khá là sâu. Vâng, anh đã vào lớp cắt dân đi ăn một bầy hiêu phụ khá xa. Vẫn đang cố đi dò thêm những đồ ăn. Vâng, anh đang cố tìm cho mình một bãi quả phụ. Tìm được bãi quả thì đồ sẽ đủ để có một bài đánh cung. Hai bầy hiêu 7. Thế nhà của ban lớp rất đẹp, nhưng về đồ ăn thì hơi xa. Anh sẽ cơ cấu như thế nào đây? Nếu như trận này đội bạn đánh cung hoặc khôn mã thì khả năng sẽ rất khó cho ban lớp. Vâng, ba bầy hiêu. Anh kích đời ở 8 phút 47 giây. Vâng, một bài rất xấu. Vâng, đây là một bầy hiêu 5. Ban lớp đã đặt cho mình một chiếc S ở cánh rừng dừa. Thêm một bãi quả. Với bãi quả này chắc không, ban lớp sẽ không ăn đâu. Ban lớp, anh quyết định đánh bo nhỏ. Nếu như đánh bo nhỏ như thế này thì ban lớp chắc chắn sẽ ăn bãi quả phụ kia sau khi kích đời 2, à sau khi kích đời 3. Thomas.
BM và BA một trận đấu kích 11 rưỡi của Valorant. Vâng, đối phương lên khá sớm và chỉ đánh có 25 nông dân. Không biết bất đi tình anh sẽ đánh cái gì đây, khi anh được cầm một loại quân cũng rất tuyển. Và lớp quyết định vừa vẽ ruộng và vừa ăn hoang. Kích chặt gỗ ở phút thứ 12. Vâng, anh cơ cấu nhà rất chuẩn, vừa ăn hoang vừa đóng ruộng, tư duy làm sao để lên đời có thể sóc được 4 nhà bia đều. Bất lưu tình anh đánh thẳng một bài cung hoặc đánh hôn mã và sẽ không đào vàng. À vâng, em sẽ làm miếng thuốc cho tỉnh táo. Bất lưu tình anh quyết định đánh một bài hôn mã. Vâng, hôn mã của Egypt thì rất là khỏe, nhưng rất tiếc là anh đã bị để chết một con giò. Một con giò này rất quan trọng, sẽ dò ra nhà và địa thế của nhà văn lớp, nhưng anh đã để chết mất con giò và không mất thằng dân nào. Xem ra trận này cửa của văn lớp sáng hơn rồi, thì anh đã ăn được một con giò rất quan trọng trong trận thiếu này. Tân đầu của Valorant sóc rất đều, do anh vừa ăn hoang vừa đóng ruộng. Vâng, anh cơ cấu rất chuẩn và vẫn có thể sóc đều dân trong nhà chính và sẽ lên giáp cho cung R để chống được con sọc đơn của Egypt. Vâng, bất lưu tình anh tách một sọc đơn và anh không biết cung R của anh chạy hướng nào rồi. Anh chạy mỗi con một nơi, rất dị. Sau khi để chết con giò cho nên bất lưu tình anh không thể nào biết được. Vâng, anh vẫn biết, anh vẫn biết là văn lớp có dân đi ăn hoang và anh đã tách luôn một con sọc đơn vào bay quả phụ rất thính. Có vẻ như người Trung Quốc đánh cực kỳ kinh nghiệm. Văn lớp vẫn chảy cối tách vài con dân ăn bãi quả đấy. Vâng, quân ở giữa đường. Một bài của bất lưu tình cũng khá xấu. Văn lớp đang bắn đạo dân của bất lưu tình, rất nhiều dân. Vâng, chia toàn bộ xuống nông dân gỗ. Rất hay dành cho văn lớp. Một đạo quân công lên ở mặt ruộng. Vâng, anh sẽ phải chạy dân ở đạo ruộng rồi. Vâng, thế trận đang cân, nhưng nếu đánh về lâu về dài thì văn lớp sẽ rất khó. Vì bất lưu tình anh chỉ mới mất có đạo dân ăn cỗ thôi, nên anh vẫn có thể sóc được 4 nhà quân đều. Vâng, văn lớp đang muốn rỉa dần quân của bất lưu tình và sẽ đi ôm ngập, nhưng cũng rất là khó vì người Eric máu rất trâu. Vâng, và lớp anh nên tách vài con quân đi móc máy nhà bất lưu tình thì sẽ hay hơn. Nếu như anh không tách quân đi bắn dân của bất lưu tình thì anh cửa thắng của anh sẽ rất là thấp, vì bây giờ anh không thể nào sóc được quân đều nữa.
Vâng, lượng gỗ đang là 400, nhưng lượng thực là chỉ có 38. Vẫn lưu tình anh đang tách quân và móc máy cực kỳ khó chịu, làm cho Văn Lớp không thể nào để quân được ra khỏi nhà. Vâng, xem ra Văn Lớp... Vâng, bây giờ anh tách 4 con đi móc máy. Tính đến thời điểm hiện tại, thì Bất Lưu Tình đang chiếm được ưu hơn so với Văn Lớp. Vâng, trận này cũng rất khó. Văn Lớp anh mới chỉ ăn được một bài cú đầu, cho nên Bất Lưu Tình anh vẫn có thể sóc được 4.000 quân đều. Mà ngựa và hôn ma của em thì các bạn đã biết rồi, rất thâu máu, rất nhiều. Vâng, Văn Lớp đang muốn bắt một đạo quân của Bất Lưu Tình, nhưng xem ra là rất khó vì gỗ anh đã hết rồi, nhưng anh không thể vẩy các em nữa. Vâng, nếu cứ đánh như thế này thì Văn Lớp sẽ phải thua trong trận đấu đầu tiên, thì quân của anh không thể nào sóc đều bằng Bất Lưu Tình được. Bất Lưu Tình anh đang có một đạo quân khá là to đi ốp nhà Văn Lớp. Vâng, vâng, họ sóc quân rất đều, bởi vì họ chỉ mất có một đạo dân ăn gỗ. Mà họ đánh hôm mai họ sẽ có 3 cái S ăn gỗ, mà chỉ mất có một cái S nên họ sẽ sóc quân rất đều. Mà hôm mai thì sóc đơn chỉ mất có 60 gỗ. Vâng, khả năng Văn Lớp thua trận đầu tiên rồi. Vâng, rất đen, một bài AC rất xấu. Vâng, không có quả phụ. Anh đã phải đi ăn 3 bài hiệu rất xa và không có đồ lùa về. Vâng, anh rất cố gắng nhưng... Thôi để chuyện sau. Vâng, nhà của Bất Lưu Tình cũng không đẹp đẽ gì, nhưng muốn thắng được trận này phải có quân đi móc lại thì mới có cửa. Vâng, dù biết là thế trận đang rất khó nhưng Văn Lúc anh vẫn chưa quýt. Vâng, anh đang rất cố gắng. Tật vũ 2 vẫn chưa được nâng cho Văn Lớp, nhưng bên đội bạn phút thứ 28 chắc là đã có tật vũ 2 rồi. Thank you.
Đơn tham của ba lớp đang là 53/64. Đơn quân của đơn vị tình đang rất đông nhưng anh không ốp. Vâng, anh đứng thủ ở nhà rồi anh phát triển. Có vẻ như anh đã bung BC và đóng nhà ăn chính mới rồi. Vâng, vẫn lưu tình anh ăn một chiếc S. Nhà anh ở góc 6 giờ mà anh đóng hẳn một chiếc S ở góc 9 giờ để ăn gỗ. Vâng, những con sọc đơn tìm dần là rất nhanh. Chỉ có 3 phát thôi là một con dân đã phải nằm xuống. Và lớp đang thi đấu rất cố gắng. Thank you.
Vẫn lưu tình anh vẫn đang không ốp, có vẻ như anh đang muốn chiêu như ban lớp. Từ suốt từ bấy giờ anh không thèm mang quân đi móc máy ban lớp, nhưng nhà bớt ban lớp thì rất xấu. Vâng, đội bạn đang đánh cực kỳ khó chịu. Vâng, đội bạn đang đánh theo kiểu cho chết dần chết mòn. Vâng, và sẽ tham sẽ đè dần dần và ban lớp sẽ bị tụt quýt. Vâng, hôm nào xin anh xin anh hay làm một kèo để cho em có thể solo với bất lưu tình, và em sẽ làm y hệt trường hợp lại như này với bất lưu tình. Rất là ức. Vâng, anh không đẩy thẳng hẳn vào cho ban lớp chết luôn, mà anh cứ đứng lần vần ở ngoài. Vâng, đánh rất khó chịu. Vâng, đến tính đến thời điểm này quân của đội bạn cứ lao vào giữa BA là thắng rồi, nhưng đội bạn không lao và đội bạn cứ đứng ở mép ngoài rừng. Vâng, các bạn có thể nhìn thấy. Vâng, quân của ban lớp ra và anh vẫn có thể chạy được. Vâng, tỷ số là 1-0 cho bất lưu tình. Vâng, một trận đánh rất cố gắng của ban lớp, bài AC khá xấu, không có quả phụ và phải ăn ba bể hiêu rất xa. Nhưng công nhận trận này bất lưu tình anh đánh rất hay, và anh rất xấu nhưng anh biết cơ cấu và ép quân rất rất đều.
Đánh nó với bất lưu tình là xong đúng không? Yes. Yes.